Xin kính chào tất cả các bác. Từ đầu video đến giờ đã hơn 1 phút rưỡi. Các bác có thể nghe thấy chất âm rất là hay. Và cái bộ dàn 10,4 triệu này, em cho nó trình diễn cái liên khúc Mưa đây các bác. Nguồn phát của em lấy từ chiếc máy tính bảng. Và các bác có thể nghe thấy chất âm nó quá ngọt ngào và phê, phải dùng từ phê các bác. Thậm chí là chính em là người quay phim đứng trước ống kính, em còn không muốn mở nhỏ để mà giới thiệu cho các bác. Và bây giờ em sẽ mời các bác cùng tiếp tục thưởng thức cái đoạn liên khúc hay này. Bộ này trình diễn quá hay các bác. Bác lưu ý giúp em là bộ này nó trình diễn đa thể loại nhạc, từ liên khúc, nhạc trữ tình cho đến nhạc sau 1975 nó đều ok cả. Đây là những bộ em ghép cực kỳ đạt các bác. Giá 10 triệu 400 nghìn đồng, đôi loa giá 5 triệu 4, âm ly 5 triệu, quá tuyệt vời. Hàng xuất Mỹ kết hợp với hàng nội địa. Xin lỗi các bác, đây là quảng cáo đấy các bác. Đứng lại. Đó. Vậy là các bác đủ hiểu là em luôn sử dụng tín hiệu, không bao giờ em làm thuốc mồi chài tín hiệu từ máy tính bảng và đánh luôn. Chắc chắn thì các bác sở hữu bộ này nó chất âm nó sẽ hay như thế này, không có một cái liều thuốc gì trong này làm mờ mắt các bác cả. Có nhiều bác thấy em test hay quá là cứ nhắn tin cho em là phải có cái thủ thuật gì đó mới hay như thế. Em xin thông báo là em không có thủ thuật gì cả, em cứ thế em quay thôi các bác. Chút thương ngày xưa, từng mái tóc ai xõa kín đôi bờ vai. Ngỡ như anh còn đó trong vòng tay, cho nhớ thương vây kín. Bóng ai đâu tìm mãi trong chiều nay. Nghe phê quá các bác ạ. Có lá bay phủ kín con đường xưa. Bóng anh đang chìm khuất trong màn mưa. Em biết. Em phải dùng từ phê trong cái bộ này các bác nhớ. Chương bộ này đánh nhạc đến khúc phê luôn các bác. Nó làm cho cảm xúc lâng lâng các bác. Bây giờ em sẽ tiến gần cho các bác xem tình trạng của đôi loa. Đây là chưa đánh bóng các bác nhá. Các bác có thể nhìn tình trạng này. Ghép mái mưa. Một tí xíu ở đây các bác. Không vấn đề gì cả, một tí xíu. Một tí xíu rồi em sẽ cho keo vào để hết. Còn đâu, đẹp mê ly các bác kia. Bát đánh dã man rồi các bác ạ. Rồi em xin dừng video clip tại đây. Các bác có nhu cầu hãy lấy bộ này, hãy nhắn tin qua số điện thoại 098 119 3686. Em giao hàng toàn quốc. Quên cho các bác xem luôn là tình trạng của âm ly luôn. Đẹp mê ly các bác. Xin chào các bác ạ.